Xin chào các bác nha. Hôm nay em quay một số chiếc bình. Em hôm nay em chỉ quay được 4 chiếc thôi. 4 chiếc cơ bản. Để cho các bác xem nhé. Đây trước mắt các bác là một chiếc bình vẽ chim hoa cảnh mùa xuân. Đây có một chú chim trên cành và một đôi uyên ương ở dưới. Đây các bác nhé, một đôi uyên ương ở dưới, những bông hoa xuân rất là đẹp, trông giống những bông hoa thực dược nhà mình nhé các bác. Đấy, còn đây là những nhành hoa đào. Đây có một chú chim đang bay, đây có một chú chim đậu trên cành. Về tổng thể chiếc bình nó như này các bác nhé, về tổng thể chiếc bình nó như này, vẽ màu mè rất sặc sỡ luôn. Chiếc bình còn rất là mới, miệng viền vàng, xung quanh đai vàng hết. Đấy, chiếc bình này được vẽ 2 phần 3 chiếc bình thôi, còn một đoạn 1 phần 3 này là không vẽ. Đây những bông hoa vẽ rất là đẹp các bác nhé, vẽ hoa hoa đào mùa xuân này, những bó hoa thực dược, chú chim và một đôi uyên ương đang đi chơi ở dưới những khóm hoa các bác nhé. Chuyện ký của nó đây, chuyện ký rất là đẹp các bác nhé, chuyện đỏ chữ vàng. Đấy các bác nhìn trôn đế thì hàng rất là đẹp luôn, hàng khá vip rồi, miệng viền vàng, đường kính rất là lớn nhé, đường kính rất là lớn luôn, cao 32 các bạn ạ, miệng 16, bụng lên tận 95, mã B9, giá em giao lưu có 5,5 triệu trung bình này thôi. Các bác mua về chơi Tết nhá, bày mặt này ra ngoài thì tuyệt vời luôn, sặc sỡ sắc xuân, rất là sặc sỡ sắc xuân luôn, cảnh tượng mùa xuân đang đến rất gần. Đấy qua chỗ này là mẹ vẽ vàng hết. Đây chim này, những cành hoa đào ngày Tết, những cái cổ viền này là vẽ vàng nhé, vàng bình rất mới luôn. Chuyện thì các bác xem rồi, chuyện nền đỏ chữ vàng rất là vip luôn, giá giao lưu có 5,5 triệu trung bình này thôi. Vòng bụng lên đến 95, cao 32 các bác nhé, cao 32, miệng 16, bụng 95, mã B9, giá 5,5 triệu. Một chiếc bình rất là đẹp nhé. Tiếp theo em lên một chiếc bình. Một chiếc bình này thì cũng là dạng là hiếm này. Một chiếc bình vẽ full bình luôn, miệng hút lọc, hình trụ, dáng trụ đây các bạn này, dáng không phải tròn nhé, mà dáng trụ vuông này. Vuông này, những mặt này là phẳng này, mặt phẳng này, những cô gái gây xa đi chơi xuân này. Đấy, những bó hoa nào, hoa tử đằng rất là đẹp luôn, ngôi nhà cửa vẽ full bình các bạn ạ, ngôi chùa, một chiếc bình dáng hút lộc rất đẹp, cảnh tượng mùa xuân. Đấy, hôm nay em sẽ đưa các bác theo dõi những bức tranh về mùa xuân của Nhật Bản các bác nhé. Đây những cô gái đi chơi xuân này, hôm nay có những chiếc bình chủ đề toàn mùa xuân thôi. Đây là miệng hút lọc, những cái chỗ này là viền vàng hết rồi các bác này, vẽ những hoa rất là đẹp, cổ bình nhỏ, miệng viền vàng rất mới nha các bác nhé, bình chưa cũ, bình cũ nhưng mà còn giữ gìn mới, cao 40 các bác ạ, miệng 6, bụng 69, mã A1, giá 12,5 triệu. Chiếc bình này rất là đẹp, men dạn các bác nhé, men dạn. Đấy, những cái làng, những cô làng đi chơi xuân, vẽ full bình. Đây, cho các bác xem chuồn đấy. Chuồn đấy là hàng Satsuma các bác nhé, hàng chữ thập Satsuma này, hàng chuẩn Satsuma luôn đấy. Chiếc bình rất là đẹp. Đây các bác nhìn men dạn cũ này, men dạn đang cũ này, chiếc áo gấm vẽ Nhật này,
áo gấm của các cô gái Nhật này, vẽ vàng này, đẹp không? Rất đẹp luôn ý. Miệng hút lọc cực kỳ bé nhá, hàng vuốt tay, hàng thủ công hoàn toàn luôn, giá trị xứng đáng luôn. Một chiếc bình về cảnh tượng mùa xuân là tuyệt vời nhá các bác nhá. Các bác nhanh tay giao lưu chiếc bình này đi, chiếc bình hút lọc đẹp cả dáng, cả nội dung và cả chất lượng luôn. Hàng Satsuma giá 12 triệu rưỡi, rất ít chiếc bình này để các bác sưu tầm đấy, không phải là đơn giản đâu. Đây là một chiếc bình nữa, cũng là cảnh tượng mùa xuân, những chú chim bay này. Đấy, có một chú chim công đang đậu trên những khóm hoa rất là đẹp. Trên này là có hai chú lân đang trầu, rất là đẹp luôn, miệng viền vàng. Em quay xa để các bác xem nhé. Đây về dáng thì tổng thể rất là đẹp luôn. Chiếc bình thì các bác cắm đào hay cắm những cành cây, cành hoa to là rất là đẹp. Cái này bình này các bác để cái cắm cái lụ tầm xuân ấy, là em thấy hợp lý nhất, rất là đẹp luôn. Chiếc bình tuyệt vời, vẽ vàng hết. Đây những khóm hoa này, khóm hoa này. Đấy, có một chú chim công ấy nhé, chim chỉ. Đây, chú chim chỉ đúng không? Nhưng mà đuôi này giống đuôi công. Đấy, con trên này có mấy chú chim đang bay. Chiếc bình này thì chỉ vẽ một nửa mặt thôi các bác nhé, không vẽ full bình. Đấy, vẽ nửa mặt. Nhưng chiếc bình dáng rất đẹp luôn. Có hai chú lân đang chèo hai bên đây. Hai chú lân đây. Đấy, tổng thể chiếc bình như thế này. Các bác chỉ cắm lụ tầm xuân thì là cắm cành đào cũng rất là đẹp. Nói chung là rất là hợp lý, không sứt mẻ một tí gì các bác nhá, bình lành tít mà rất mới luôn, miệng nguyền vàng kính cong này. Đấy, miệng nguyền vàng. Đấy, rất là chuẩn đấy chị. Em cho các bác xem chuôn đáy nhé. Đây, mời các bác xem chuôn đáy hiệu đề cơ ta ly nhé, hiệu đề cơ ta ly, hiệu đề cơ ta ly, bình rất nặng luôn. Bình này chắc chắn rất là đẹp. Chiếc bình này là cao 48 các bạn, rất là cao luôn, miệng 10 bụng 88, mã 2 giá giao lưu là 10 triệu rưỡi các bác nhé. Giá giao lưu 10 triệu rưỡi. Một chiếc bình rất đẹp. Các bác nào mà đang cần sắm Tết, cắm hoa, cắm cành đào thì chiếc bình này là hợp lý đấy các bạn. Cao 48 mà, bụng 88, dáng rất đẹp. Ok các bác, giá 10 triệu rưỡi cho chiếc bình này. Bình Nhật xịn sò luôn. Các bạn nào chơi bình Nhật rồi thì không chơi được những bình khác đâu. Tất cả các gốm sứ khác nhìn rất là khó chịu. Đây em có một cái chóe. Cái chóe này thì nó không có hiệu đề ở dưới đáy, nhưng mà em nghĩ đây là hàng Satsuma. Đây các bác nhỉ, nhìn cái men dạ này thì là em bán hàng lâu năm thì em biết được là cái chất này chỉ có Satsuma mới có thôi. Cũng là những cảnh các cô gái đi chơi xuân nhá. Đây các bác. Đấy, những hoa đào là tóe lung tung khắp nơi. Đấy, cảnh tượng đang đàn ca sáo nhị này, hát hò nhảy múa này. Cảnh tượng mùa xuân về này, rất là đẹp luôn. Ngoài khơi xa có những đoàn thuyền xa xăm này, làng gây xa này. Đấy, những khóm hoa rất là đẹp nhé các bác nhé. Chiếc bình này vẽ như bức tranh luôn này. Đủ sắc màu là xanh đỏ tím vàng, nhưng mà cái gam vàng là chủ đạo, cái gam màu vàng là chủ đạo, nó làm ấm áp luôn. Các bác bày chiếc bình cái chóe này trong nhà cảm giác ấm áp luôn, vì nó có rất nhiều gam nóng mà, gam vàng nó gây cho mình ấm áp. Đấy, rất là đẹp, bộ trang phục rất là sặc sỡ, vẽ rất là thần thái đẹp các bác nhé.
chiếc bình này nó lại không có chuyện, không có chuyện dưới đáy các bác nhé. Nhưng mà em đoán đây là hàng của Satsuma, vẽ rất đẹp luôn, trên lắp chóe này cũng vẽ rất là đẹp luôn đấy, men dạng vẽ vàng hết. Chiếc bình em đo kích thước là cao 45 bụng 76 các bác nhé, cao 45 bụng 76, giá 15 triệu mã X3. Cái núm này màu vàng, nhìn cái vàng của nó là rất là xịn nhé, không phải vàng nữa. À, vàng 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 kiểu như vàng nhà mình là vàng nó không không nó không đỏ như này, vàng mình có vàng là tươi quá nó xấu, nhìn như là hàng mã. Bình lành tít các bác nhá, sạch sẽ và chiếc chóe rất đẹp. Các bác bày ở ban thần học thần tài hay là bày ở chỗ nào đấy tuyệt vời đấy các bạn, các bày trên ban thờ rất là đẹp luôn. Quá xuất sắc. Thế hôm nay em giới thiệu với các bác là 4 sản phẩm mà có những chủ đề về mùa xuân rất là đẹp nhé các bác nhé. Các bác nào cần giao lưu trước nào thì alo nhắn tin cho em qua số điện thoại là 0925094 7 các bác nhé. Kết bạn Zalo em gửi chi tiết. Đấy, tất cả những cửa hàng mà em vừa thông báo là em bao ship bao bẻ vỡ cho các bác toàn quốc luôn. Bao ship bao bẻ vỡ toàn quốc. Các bác yên tâm em đóng gói chỉ có chuẩn luôn, không cần phải nghĩ. Bao ship bao bẻ vỡ cho các bác. Thôi em xin chào các bác nhé. Hẹn các bác vào video tiếp theo.